con một à, con buông mất xuống bạch sư cao hoan hỷ, nhưng mà đang chờ đợi giảng sư. Dạ, kính mong đạo tràng hoan hỷ cho chấp mình được cái được cả bài pháp của kinh số 76. Dạ, mình chào sư, chào chị tá vừa quan năm nhà đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài ạ. Đi thì nam qua ba qua ta răng văn ba xê qua cha đa si năng nếp gây ha quả đình mẹ thả quyền ta đi sang ban đi tăng pha về pha chê ta đi sang pha cha mà na sơ sậy vô hộ tin na bà bi vô. Dạ, cảm ơn huynh Bát Thành ạ. Cho bài học. Như thì năng qua ba qua ta năng dần ba xê qua cha ta si năng niệm gây áo ta đi sang ba tăng phát chê ta đi sang phát cha ma na sa sậy vô hộ tì nạp ba bây giờ. Nếu thấy bậc hiền trí chỉ lỗi và khiển trách như chỉ chỗ trông vàng, hãy thân cận người trí, thân cận người như vậy chỉ tốt hơn không xấu. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Nì thị năng qua bà quạt ta răng văn ba xây qua trà đạt si năng nghiệp gây ha qua định mê tha quyến ta đi sang quan đi tặng pha chê ta đi sang pha cha ma na sa sậy vô ti na ba quy vô. Nì thi năng qua bà qua ta răng dẫn ba xây qua cha đạt si năng nghiệp gây ha qua định mê tha quyến ta đi sang ban đi tăng pha chê ta đi sang pha cha ma na sa yo ho ti yo. Thiện hiền điểm lỗi cho ta điều cần sai sửa điều chưa thành toàn, ví như chỉ chỗ trông vàng bạn người như vậy tốt càng tốt hơn. Dạ, đây là bản khổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, sư cho con một sinh một tính bạch sư. Dạ, sư đã sẵn sàng chưa? Dạ, sư cho con một tín hiệu ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ, chưa thấy được tín hiệu của sư. Là Nhật Bình à, thích từ vẫn vào đạo để cầm mic được không thì ông bài tiếp đi để chờ đợi giảng sư. Lành thai Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên Vinh Quát Thanh Á Xích Sạc Đông à, nghe pháp chị Sương Mai à, anh Đức Khá đã hoan hỷ kệ kinh. Xin thưa là hôm nay có thể là già xa thú. Dạ, vậy trước khi con dâng mít đến sư, sư cho con thỉnh pháp sư hay là dâng mít cho sư luôn sư? Sư cho con một tín hiệu đi. Dạ. Có thỉnh pháp sư hay khám sư luôn? Nam mô Bụt Tha. Dạ. Thỉnh pháp sư rồi. Dạ, con đáng lẽ là bữa nay có thanh thị vào mời thanh thị thỉnh pháp sư nhưng mà bây giờ cận kề quá nên không có kịp. Thanh thị ngồi nghe Nhật Quỳnh thỉnh pháp sư à, dí giọng không có tốt nhưng mà quả thị thỉnh pháp sư. Dạ, đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm tịnh để cùng thỉnh pháp sư. Mô Bụt Tha. Dạ. Nam mô Tham Ma Nam mô Sang Kha Dạ Nam tô Ma Sa Pha Qua tô Arahato Sam Ma Sam Bồ Tát Sa Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua tô Arahato Sam Ma Sam Bồ Tát Sa.
Chúng sanh tất cả bốn hàng à, như sen trong nước minh quang luôn chờ. Trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng à, chỗ hòa lành rải tản mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường à, chiều khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản à, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhằm vườn lộc giả ngày giờ sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như a à, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giao pháp a 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian a à, bởi nhân cơ tính rõ ràng. Thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni a à, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ đạo tràng chúng con là trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Pháp Tính từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng nguyên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 77. Cảm ơn Minh Bách Thanh Á đã cho bài học. Được Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính nhận Minh Đinh Sư. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sa Dạ. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, hôm qua phần ôn lại bài cũ, bây giờ chúng ta tiếp tục học bài mới. Đó là câu kệ pháp của kinh số 77. Như thường lệ, chúng tôi sẽ đọc qua 3 lần, sau đó sẽ đi vào phần trích nghĩa từ vựng. Ô quá đầy già nút xà xây giác, ô quá đầy già nút xà xây giác, ô quá đầy già nút xà xây giác. Asapha chát ni hòa rác về, Asapha chát ni hòa rác về, Asapha chát ni hòa rác về. Satan hi so bi yo, Satan hi so bi yo, hồ tí. Satan hi so bi yo hồ tí, Asatan hồ tí áp bí dồ, á sa tăng hồ tí áp bí dồ, á sa tăng hồ tí áp bí dồ. Kính thưa quý vị, bài kệ này được bắt đầu bằng một cái cụm từ ô quát đầy, ô quát đầy giác nút xà xây giác. Vậy thì chúng ta phải tách ra, chúng ta phải tách ra ô quát đầy giác cộng với Anusasaya, nên chúng ta phải tập ra Owadeya cộng với Anusasaya. Vậy thì Owadeya có nghĩa là khuyên nhủ hay là sắc tấn? Khuyên nhủ hay là sắc tấn? Anusasaya có nghĩa là có thể chỉ dạy, có thể chỉ dạy. Có thể chỉ dạy, dạ đúng rồi. Asapha, Asapha có nghĩa là tránh điều ác, tránh điều ác. Asapha
Chát có nghĩa là và. Chát có nghĩa là và. Niết qua ra về. Niết qua ra về có nghĩa là có thể ngăn chặn. Có thể ngăn chặn. Sát tăng. Sát tăng có nghĩa là người hiền hay là người tốt. Sát tăng hí. Sát tăng hí. Sát tăng có nghĩa là người hiền hay là người tốt. Hí có nghĩa là thật vậy. Hí có nghĩa là thật vậy. Hí có nghĩa là thật vậy. So có nghĩa là ấy hay là người ấy. So có nghĩa là ấy hay là người ấy. Biết vô. Biết vô có nghĩa là được thương mến hay là được yêu mến. Được thương mến hay được yêu mến. Thương mến hay yêu mến. Hô tí thì hay là. Hô tí có nghĩa thì hay là. Á sá tăng là người không tốt. Á sá tăng có nghĩa là người không tốt. Hô tí. Hô tí có nghĩa là thì hay là đó. À, chúng ta đã biết rồi. Áp bí vô. Áp bí vô có nghĩa là không yêu mến, không ưa thích. Không yêu mến, không ưa thích. Áp bí vô. Dạ. Vậy thì chúng ta đã lướt qua được phần từ vựng rồi. À, cảm ơn quý vị. À, đã cảm ơn Phật tử Như Quỳnh đã post bài lên màn hình cho các vị Phật tử tiện về theo dõi. Ô quá đầy già núi xa xây giá á sắp phà chắc nít hòa ra về sa tăng hí vô hồ tiết á sa tăng hồ tiết áp bi vô có nghĩa là những người hay khuyên dạy người ngăn người khác làm ác được người hiền kính yêu, bị người ác không thích. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. À, kính thưa quý vị, hôm nay thì Đại Đức Huy Niệm mới vừa xuất viện được ngày hôm qua, chỉ chiều ngày hôm qua thôi, cũng hơn có được một chút sức khỏe trở lại thôi. Nhưng mà do Đại Đức Quy Niệm thấy chúng tôi bận rộn nhiều công việc, thành ra Đại Đức Quy Niệm mới vào giảng điềm khuyết, cũng như là trở lại giảng tiếp tục. Thì chúng tôi cũng biết cái sức của Đại Đức Quy Niệm bây giờ cũng còn yếu, nhưng mà do cái ở trong chùa hiện giờ thì chỉ có chúng tôi với sư Quy Niệm thôi. Hai người cứ làm qua làm lại. Thành ra Đại Đức cố gắng giảng thế cho chúng tôi, đặng chúng tôi trong một ít thời gian. Thành ra chúng tôi cũng nói cho các vị hoan hỷ trong cái sự nhiệt tâm này. Trong thời gian qua thì Đại Đức Quy Niệm bị bệnh phải nằm viện, bây giờ mới trở về. Nhưng mà do Đại Đức Quy Niệm cũng
có nấu chúng tôi cũng không có nên cho ai biết, thôi để đại đức nghỉ dưỡng, nghỉ dưỡng một thời gian. Đó, thành ra chúng tôi cũng không có thông báo đến quý vị, hôm nay thì khỏe rồi, thành ra chúng tôi mới thông báo ha. Dạ, còn thấy cái nhóm Phật tử Quách Thanh Á có gỡ tiền cúng dường vô ở trong, chúng tôi thấy ở trong cái tin nhắn để cúng dường cho sư bệnh, sư bệnh là như thế nào, có thể sẽ liên lạc với chúng tôi nha. Dạ, và bây giờ thì thay mặt hội chúng ở trong rung xin thỉnh đại đức quy niệm Quan Hỷ tiếp tục thuyết giảng bài kệ Pháp Cú Kinh số 77. Xin thành kính cùng thỉnh đại đức. Dạ, sa thú lăng thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Pháp Chính đã từ bi Hoan Hỷ triết nghĩa từ vựng cấp cấp Pháp Cú Kinh số 77. Dạ, cảm ơn Quang Việt và Rạng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, một chút con có thể nhắn tin sư về cái việc của Vinh Quách Thanh Á và sư. Dạ, chúc con xin thay mặt đạo tràng rất là Hoan Hỷ đón đại đức Huy Niệm trở lại đạo tràng. Bởi vì lúc nãy con phải cầm mic để chờ đợi đại đức Huy Niệm chuẩn bị cho xong thì con mới thỉnh quý sư. Dạ, con biết trước việc điều này con rất là hoan hỷ, rất là mừng, nên con cũng xin phép với ngài là con không dám làm minh nơ, cũng không có dám gửi bài gì cho Vinh Quách Thanh Á hết, nên tụi con cũng hơi chậm trễ một chút. Dạ, bây giờ thì con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh đại đức Huy Niệm, và mặc dù sư có giao giảng đi nữa, sư cũng cố gắng giữ gìn sức khỏe, cho sức khỏe sư được ổn định bạch sư, chứ con biết là sức khỏe sư không chưa có được ổn định. Sư vừa ra viện thôi mà sư đã vào đạo tràng để giảng pháp, con nghe giọng sư rồi chưa có ổn định được cái âm thanh của sư, nhưng mà chúng con rất là hoan hỷ khi được sư trở lại đạo tràng cho chúng con học pháp. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiếng vang. Kính dân Bích Thánh Sư ạ. Dạ, thành kính lễ Sư Tôn Đức Tăng. Xin chào quý vị Phật tử có mặt ở trong lớp học. Quý vị có thể hoan hỷ cho sư biết bên đó quý vị có nghe được rõ ràng âm thanh hay không? Ok, sư cảm ơn. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học kệ ngôn pháp cú số 77. Và như thường lệ, quý vị cùng với sư chúng ta làm lễ tam bảo, sau đó sư sẽ trình bày cho quý vị về nguyên nhân duyên sự của kệ ngôn cũng như ý nghĩa của pháp cú ngày hôm nay mà chúng ta học. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn và cũng cúng đến chánh đẳng giác. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ ân đức giáo pháp có công năng hướng thượng đưa đến sự lễ cho những ai có lòng tin và thực hành theo. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ đức tăng, những bậc đã được truyền thừa và thực hành theo giáo pháp. Các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm, là mô phạm của chúng sanh, là phước điền của chư thiên và loài người. Chúng con xin làm lễ ba ngôi cao quý đó. Thưa quý vị, trong khoảng thời gian vừa qua, sư có không có được khỏe về thân, nói chung là cũng có bệnh nên đã không có sinh hoạt bên lớp học. Tuy nhiên phải thừa nhận một điều là sư có một cái phước để ý rất là nhiều lần rồi. Cái cơ thể của sư những lúc mà gặp những cái khó khăn bệnh tật đó, thì phải nói rằng nó suy sụp, nó mất sức khỏe rất là nhanh. Tuy nhiên ngược lại, sư cũng được một cái phước chắc cũng đã từng tạo trong quá khứ là được nhiều người có nhiệt tình giúp đỡ, và cũng như cái khả năng hồi phục về sức khỏe của sư, nó đã không hồi thôi mà khi mà nó đã hồi lại rồi thì nó hồi rất là mau, rất là mau, nói chung là sụp mau, nhưng mà cũng có cái phước là phục hồi
mọi lại nó cũng rất là nhanh, rất là khá. Rồi bây giờ thì chuyện đó đã qua rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục học bài. Kệ ngôn pháp cú này đề cập đến nhóm tỳ khu Asachi Buna Pasuka. Đây là một duyên sự nói về sự sai trái của một tập thể nhóm tỳ khu có những cái sở hành không có được tốt đẹp, âm thanh bây giờ quý vị có nghe rõ hay chưa? Alo, alo, bây giờ quý vị có nghe rõ hay chưa? Alo, alo, rồi. Thưa quý vị, kệ pháp cú này đã được Đức Thế Tôn ngài giảng khi lúc đó ngài đang ngự tại Cetavana, đề cập đến nhóm tỳ khu Asachi Buna Pasuka. Câu chuyện này khởi lên do tương truyền rằng có một nhóm tỳ khu có những sở hành sái quấy, không có biết hổ thẹn tội lỗi, mặc dầu vị nào cũng đã từng được xuất gia và là đệ tử của hai vị thượng thủ thiên văn, đó là ngài Sariputta và ngài Moggallana, nhưng mà họ lại không có siêng năng để mà tu tập. Trái lại, những vị này đã quy tụ những các vị tỳ khu khác gồm khoảng 500 vị, và có những cái sở hành là đi đến những nhà những người cư sĩ, thế rồi họ thực hành những cái pháp chẳng hạn như là trồng hoa, chăm sóc cây kiểng, chơi những cái trò chơi thế sự đối với ở tại tư gia của những người cư sĩ. Nói tóm lại là họ tạo những cái việc tà hạnh, sái quấy, không có phù hợp với sa môn hạnh, và làm hư hỏng các gia đình thiện tín. Và từ đó họ nuôi sống những cái vật dụng, họ được nuôi sống bằng pháp tà mạng. Bên cạnh đó, các vị nhóm các vị tỳ khu này còn chứa chấp và bao che cho các vị tỳ khu quấy ác, có những cái sở hành không có được đúng đắn. Trong khi những vị trong sạch tu tập tốt đẹp thì những vị ấy lại đuổi đi, không có cho ở, không có cho cộng trú chung hưởng lợi lộc ở chú xứ đó. Về việc này đã được Đức Thế Tôn ngài biết, và sau đó ngài đã dạy cho hai vị tỳ khu, hai vị thường thủ đi đến chú xứ đó để thực hiện pháp khuyên bảo, và sau đó thực hành tăng sự xua đuổi những vị tỳ khu quấy ác không có chịu sửa lỗi ra khỏi chú xứ đó. Đức Thế Tôn ngài dạy rằng là: Này Sariputta, các ông hãy ra đi, hễ những ai không có nghe lời thì không chịu sửa đổi thì các vị hãy đọc tuyên ngôn trục xuất họ, còn những ai có cái sự vâng lời, biết sửa đổi thì hãy có cái lời can gián nhắc nhở. Quả thật đối với những người dạy dỗ nhắc nhở thì đối với những người thiếu trí thì không có vừa lòng, không có yêu mến. Nhưng những người mà có trí tuệ, biết suy nghĩ thì ngược lại sẽ hài lòng và sửa đổi khi được nhắc nhở. Sau khi đã nói như vậy thì Đức Thế Tôn ngài nói lên kệ ngôn pháp cú: Ova daya nusa seya asapha cha nipwa rajye satang hi so piyo ho ti Asatan ho ti apiyoti. Người hay dạy dỗ khuyên răn, thấy ai phạm lỗi ngăn can tức thì. Người sáng trí kính yêu vì
kẻ tối trái lại sân si oán thù. Đây là biên sự và kệ ngôn của bài. Và sau khi Đức Phật Ngài nói xong kệ ngôn pháp cú như vậy thì có nhiều một số các vị tỳ khưu đã thành tựu được thánh quả, và nhất là quả vị Tu Đà Hoàn. Sau khi nhận lãnh huấn từ của bậc đạo sư thì Ngài Sariputta và Ngài Moggallana đã đi đến chỗ trú ngụ của các vị nhóm tỳ khưu đó, nhắc nhở các vị tỳ khưu tà hạnh. Thì trong số đó có một số đã vâng lệnh và cải tà quy chánh, và một số thì cảm thấy không có được vừa lòng, không có được thỏa mãn và tự động xin hoàn tục. Còn một số các vị không có nhận lỗi thì bị chư tăng tụng tuyên ngôn trục xuất ra khỏi địa phương ký tá đó. Đây là cái phần duyên sự thưa quý vị. Rồi bây giờ quý vị có còn nghe quý vị nghe âm thanh có được tốt hơn hay không, cho sư biết để sư cải thiện lại chút, bởi vì cái máy lát của sư không có còn nữa, mà bây giờ sư đang xài cái máy khác rồi. Sư đang xài cái máy cây. Nhỏ hả? Quý vị chờ sự xíu. Bây giờ tốt hơn rồi phải không? Alo. Sao nhỏ hả ta? Alo. Bây giờ quý vị nghe đỡ hơn chưa? Sao ngộ vậy ta? Rồi, bây giờ tốt rồi. Thưa quý vị, thật ra ở trong cái phần duyên sự này được đề cập đến, cũng đã được nói đến ở trong luật tạng, ở trong cái điều học số 13 của Tăng Tạng. Duyên sự của kệ ngôn này được nói đến ở trong cái học luật của tỳ khu, và cũng từ cái nguyên nhân này mà Đức Thế Tôn Ngài chế định ra cái điều học số 13 trong cái phần Sankha Dissesa của các vị tỳ khu. Nội dung của cái điều học này như sau nè thưa quý vị, tức là có một nhóm tỳ khu có những cái hành động sai quái, sai quấy, thường xuyên tới lui tư gia của những người thiện nam tín nữ. Sau đó họ có những cái hành vi không đúng với cái sa môn hạnh, chẳng hạn như là chơi cờ, rồi trồng hoa, trồng kiểng, dạy những người Phật tử những cái môn nó liên quan đến thế sự nhiều, chứ không có liên quan đến cái việc tu tập. Cho nên chính vì thế mà Đức Thế Tôn Ngài đã dạy cho các vị tỳ kheo một cái pháp để mà hành xử như thế này. Tức là trong những cái trường hợp đối với những vị tỳ khưu có hành vi sái quấy, làm hư hỏng những người thiện nam tín nữ, thì lúc bây giờ chư tỳ khưu sẽ thực hiện cái lời khuyên răn dạy dỗ ba lần, tức là nhắc nhở ba lần. Nếu như mà từ bỏ những cái hành động đó thì như thế là tốt đẹp. Nhưng mà sau khi đã nhắc nhở ba lần rồi á, mà các vị tỳ khưu vẫn còn cố chấp, không có chịu sửa đổi, thì lúc bấy giờ chư tăng sẽ thực hiện một cái sankhakamma, tức là một cái hành sự tuyên ngôn
tuyên bố các vị tỳ khưu này đã được can gián nhắc nhở 3 lần nhưng mà không có chịu từ bỏ những cái hành động sái quấy. Cho nên xin thỉnh chư tỳ khưu tăng hãy đồng thuận để mà trục xuất các vị này ra khỏi trú xứ đó. Trục xuất ở đây có nghĩa là trục xuất, đuổi ra khỏi cái khu vực đó, không có cho trú ngụ để mà có cái điện lân cận làm hư hỏng những người tại gia cư sĩ, chứ không phải là trục xuất ở đây là cho hoàng tục, cho hoàng tục, chứ không phải là như vậy. Đó là cái ý nghĩa, đó là cái phần được đề cập ở trong luật của tỳ khưu, điều học số 13 của Tăng Tạng. Thưa quý vị, phải nói rằng giáo pháp này được tồn tại là do bởi nương theo hàng tứ chúng, tức là tỳ khưu, tỳ khưu ni, cận sự nam và cận sự nữ. Tuy nhiên trong cái mối quan hệ như thế đó, chúng ta cũng phải rất là cẩn thận. Bởi vì tại sao? Bởi vì nếu như mà trong cái mối quan hệ của hàng tứ chúng giữa người xuất gia và người tại gia đó, nếu như mà chúng ta biết gìn giữ cái vị trí cũng như cái phận sự của mỗi người, cùng nhau hỗ trợ trong cái việc tu tập, thì lúc bấy giờ giáo pháp sẽ được phồn thịnh, giáo pháp sẽ được phồn thịnh. Còn bằng như nếu mà trong cái việc giao tiếp giữa người xuất gia và người tại gia mà chúng ta không khéo, từ đó làm mình thân cận quá mức đó, để làm sản sinh ra một số những cái pháp lận hoặc, những cái pháp không có tốt đẹp, thì lúc bây giờ nó cũng là một cái mối tai hại cái việc tồn tại của giáo pháp này. Bằng chứng là ở trong phần duyên sự này, quý vị thấy có đề cập đến nhóm tỳ khưu thường xuyên tới lui thân cận những người thiện nam tín nữ. Tuy nhiên họ không có giúp ích được cho những người cận sự nam, cận sự nữ để phát triển những cái thiện nghiệp và làm tròn cái trách nhiệm của những người cư sĩ, mà ngược lại họ lại làm hư hỏng những gia đình của những người cư sĩ. Hư hỏng ở đây ý muốn nói đến là không có hướng dẫn để an trú cho những người cư sĩ vào trong những cái thiện pháp cần phải làm, mà ngược lại là chỉ dạy và có những cái hành vi làm cho những gia tư gia của những người cư sĩ có những cái sự thực hành sái quấy, không có lợi ích trong việc tu tập. Đây là một chuyện chúng ta thấy rằng nếu như mà mình không có tỉnh giác đó, thưa quý vị, cả hai giữa những người xuất gia và những người tại gia, trong hai cái cương vị đó, nếu như mà chúng ta không có để ý, chúng ta không có để ý, thì đôi khi mình sẽ, cái sự tương trợ của mình, cái sự qua lại của mình, nó sẽ sản sinh ra những cái điều bất lợi cho việc tu tập của cả hai. Điều này quả thật là một việc rất là tai hại cho việc. Chính vì thế mà một điều mà chúng ta để ý như thế này, trong cái việc mình thân thiện với nhau đó, thưa quý vị, đó là một điều tốt. Nếu như mà chúng ta có cái sự xa cách nhau quá mức thì nó cũng sẽ trở nên rất là lạnh lùng, không có được thân thiện. Tuy nhiên giữa mình, chúng ta nên nhớ rằng hai từ mà mình gọi là thân thiện á, chúng ta để ý có nghĩa là mình gần gũi với nhau, nhưng mà nó đem đến cái sự tốt đẹp, cho nên mình gọi là thân thiện. Còn nếu mà thân á, gần gũi với nhau nhưng mà mình không có khéo léo, mình không có giữ được cái cương vị của mình á, thì từ đó nó sẽ sản sinh ra những cái chuyện không có hay lắm, không có hay lắm. Điều này đòi hỏi mỗi người phải ý thức được, thưa quý vị. Nếu như trường hợp như đối với những người tại gia cư sĩ mà trong cái mối quan hệ chúng ta vì thân quá mà nó sản sinh ra một số những cái pháp không có phải lẽ đó, thì lúc bây giờ bậc xuất gia cần phải nhắc nhở
để mà đóng góp ý kiến làm cho tốt đẹp. Và ngược lại cũng vậy nữa, đôi khi nó có những cái trường hợp là những người cư sĩ người ta sống rất là tốt, tuy nhiên những bậc xuất gia không có ý thức để mà thu thúc, do bởi cái sự thân cận quá mức mà đi quá xa vấn đề trong những cái sở hành về hành động, lời ăn tiếng nói, cũng như trong cái mối sinh hoạt khi mà mình thân thiết gần gũi với nhau quá. Thì lúc bấy giờ đối với những trường hợp của những người cư sĩ mà họ tỉnh giác thì họ sẽ khéo léo và biết cách để mà nhắc nhở, đóng góp ý kiến đối với các vị tỳ khưu. Và từ đó trong cái mối quan hệ tuy mình thân thiết với nhau nhưng mà mình vẫn giữ được cái thiện hạnh của mỗi người, của mỗi người. Đây là một chuyện phải nói rằng rất là tế nhị, cũng như trong cái mối quan hệ, thưa quý vị, chúng ta đòi hỏi mỗi người phải có cái sự tỉnh thức, đòi hỏi cái sự tỉnh thức. Thông thường thì vấn đề này mình thật ra trên thực tế xét ra chúng ta làm cũng không có dễ dàng đâu, cũng không có dễ dàng đâu. Bởi vì tại sao? Bởi vì thông thường mà mình phàm phu á, trong cái mối mà mình thân cận quá mức á, có những chuyện mình có thể du di cho qua được. Nhưng mà có những chuyện đó, thưa quý vị, khi mà nó đã đi quá xa vấn đề, nó đã vượt quá mức giới hạn, lúc bây giờ chúng ta phải dám mạnh miệng để mà nói lên cái lời đóng góp ý kiến. Nhưng mà ngược lại trên thực tế, rất ít trường hợp mình dám nói lên điều đó. Cho nên đây là một vấn đề mà chúng ta cần phải ghi nhớ. Đối với cái cuộc sống, có lúc mà mình cần phải uyển chuyển và mình ý thức được có những vấn đề nếu mà chưa cần thì chúng ta vẫn để đó. Còn nếu như có những chuyện mà cảm thấy nó đã có thể dẫn đến cái mối quan hệ không có được tốt thì lúc bây giờ chúng ta phải hành động bằng cái lời nói, nhắc nhở, khuyên bảo cũng có nữa. Làm như vậy thì lúc bây giờ trong cái mối liên hệ tu tập giữa hàng xuất gia và hàng tại gia mới được tốt đẹp. Đây là vấn đề thứ nhất chúng ta thấy ở trong cái phần duyên sự có đề cập đến. Và ở đây trong phần duyên sự này thì những người tại gia cư sĩ đã không có cái lời nhắc nhở các vị tỳ khưu sái quấy, thậm chí ngược lại còn ủng hộ để mà hộ độ về những vật dụng. Và với cái cách hộ độ như vậy, thưa quý vị, nó vô tình nó làm cho các vị tỳ khưu rơi vào trong cái tình trạng là sống tà mạng. Bởi vì tại sao? Cái sự cúng dường này nó phát sanh lên không phải vì niềm tin đối với Pháp, niềm tin đối với Tăng, mà nó phát sanh lên do bởi cái sự thân cận, yêu mến, chấp thủ với nhau mà thôi. Do đó ở trong phần duyên sự này được đề cập rằng các vị tỳ khưu đã sử dụng những cái vật dụng theo cái lối sống tà mạng, theo cái lối sống tà mạng là như vậy. Rồi đó là một chuyện. Rồi thêm một vấn đề nữa. Chúng ta có thể thấy rằng quả thật rằng trong lúc mà mình còn là phàm phu, thưa quý vị, đôi khi chúng ta sống gần những bậc thánh, sống gần trong cái thời điểm của Đức Phật, những vị thánh đệ tử, nhưng mà do bởi cái nghiệp lực của mình
cũng như bất thiện của mình nó quá mạnh, cộng thêm cái ba la mật của mình nó chưa có được hoàn thành. Lúc bây giờ cho dù mình được sống gần những cái nhân vật như vậy, nhưng mà mình vẫn coi như là không có lợi dụng cái thời điểm để mà tu tập. Điều này cho thấy rằng là quả thực cái việc mà mình thực hành pháp từ phàm sang thánh, thưa quý vị, rất là gian nan. Trên thực tế thì ai cũng muốn cái việc tu tập của mình nó được trơn tru. Tuy nhiên nó có một số những cái trường hợp, nó có một số những cái trường hợp là do bởi cái nghiệp lực của mình ở trong quá khứ cũng có. Mình đã tạo những cái nghiệp ngăn cản hoặc là những cái ác bất thiện pháp mà nó đưa đến cái kết quả là trong cái bước đường tu tập của mình, cho dù mình được sống gần những cái bậc thiện trí thức, những bậc thánh, mà mình vẫn không có trí sáng suốt để nhận thức ra được vấn đề đâu là điều nên làm, đâu là điều không nên làm, đâu là pháp bất thiện, đâu là pháp thiện. Và việc này nó cũng dẫn đến cho mình cái sự ngăn che, ngăn che ngay trong hiện tại. Mặc dù được sống gần các bậc hiền trí, nhưng mà do bởi cái pháp đó nó chi phối, thưa quý vị, nó cũng làm cho cái việc tu của mình ngay trong hiện tại nó không có được thuận lợi. Nó không có được thuận lợi. Đến lúc đó tự nhiên những cái lời hay tiếng đẹp nó không có lọt tai mình, thưa quý vị. Nó ngọt như vậy đó. Giống như là mình là người, lúc đó giống như mình là người, mình đang bị si mê, tham ái và sân hận nó che lấp. Mặc dù đã được khuyên răng, khuyên răng, nhưng mà lúc đó tự nhiên không có vô. Quý vị để ý coi đó, trong cuộc sống của mình nó cũng có những cái trường hợp như vậy. Nó ngộ vậy. Đôi khi chúng ta phải tự thắc mắc là không biết tại sao có những lúc mà tâm hồn của mình á, mình nghe những cái lời thiện, những cái lời kinh, những cái lời kệ, mình rất là hoan hỷ, mình rất là sáng suốt, mình rất là nhận thức và sửa đổi và hoan hỷ tính thọ. Nhưng mà có một số những cái trường hợp, thưa quý vị, giống như là mình đang bị nổi khùng vậy đó, chả hiểu tại sao, cũng những lời kinh tiếng kệ, cũng những cái lời khuyên của những bạn hiền trí, nhưng mà lúc bây giờ tâm tư của mình hình như nó không có để tâm, không có để tâm, không biết tại sao, ngộ vậy. Và ngược lại, mình không có ý thức được, mình không có nghe những cái lời khuyên, mình còn tỏ ra bướng bỉnh, sân hận bất bình. Đây là một chuyện mà mình cũng phải nhớ. Cho nên chính vì thế mà chúng ta hãy cố gắng trong cái bước đường sanh tử luân hồi, mình đừng bao giờ mà mình gây những cái chướng ngại cho người khác, người ta tu tập. Hơn nữa, chúng ta đừng có tạo những cái pháp là xúi dục những người khác làm những cái chuyện xấu, những cái chuyện ác. Bởi vì tại sao? Bởi vì nếu như mà mình tạo nhiều những cái loại ác nghiệp như vậy, thì sau này thưa quý vị, trong bước đường sanh tử luân hồi, chúng ta khó bề gặp những người hiền trí, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cho dù có những lúc mà chúng ta được đang sái quấy mà gặp những cái người khác, người ta ý thức được, người ta khuyên răn, lúc bây giờ tâm tư của mình cũng bị ác nghiệp chi phối. Mình không có nghe, mình không có sẵn sàng lắng nghe, mình không có được khuyên bảo. Cho nên chính vì thế mà chúng ta thấy không, ngay cả trong thời kỳ của Đức Phật còn tại thế, và kể cả những vị thường thủ kinh văn, nhưng mà có những vị tỳ khu vẫn rất là bướng bỉnh. Mặc dù những vị có đại thần lực như vậy, có thần thông và những bậc lậu tận khuyên bảo, nhưng mà những vị đó vẫn không có hoan hỷ. Đó là nguyên nhân là như vậy, thưa quý vị. Cho nên đây là một chuyện mà mình cũng phải thấy rằng trong cái bước đường sanh tử luân hồi, tốt nhất đối với những việc xấu, những việc quấy, chúng ta nên có những cái lời khuyên răn với từ tâm. Và mình đừng bao giờ mình vua theo hoặc là mình xúi dục kẻ khác để cho tâm tư của họ bị mê mờ,
lầm lạc. Nếu mình làm như vậy nhiều á, sau này á, thưa quý vị, chúng ta sẽ, tâm của mình nó sẽ không có sáng suốt trong những cái lời khuyên răn, những lúc mà mình bị sái quấy, chính vì vậy mà ở đây chúng ta thấy rằng có một số các vị tỳ khưu sau khi đã được nghe lời can răn của ngài Sariputta và ngài Moggallana, thì một số đã tà phi chánh, đã ý thức được. Tuy nhiên cũng có một số họ bất mãn, họ không có vừa lòng, họ không có cảm thấy thỏa mãn trong cái đời sống phạm hạnh. Khi mà không cho họ làm những cái chuyện đó, họ cảm thấy khó chịu, và từ đó họ hoàn tục trở về cái đời sống tại gia. Và hơn nữa, cũng có một số các vị tỳ khưu bướng bỉnh, không có chịu nghe những cái lời khuyên, và từ đó vẫn tiếp tục. Thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngài mới chỉ dạy cho các vị tỳ khưu một cái loại sankhakamma, tức là hành sự, là trường hợp những vị tỳ khưu như vậy sau khi đã khuyên răn bướng bỉnh, không sửa đổi, thì lúc bây giờ các vị tỳ khưu hãy hội tụ lại và công bố một cái lời tuyên ngôn là trục xuất các vị tỳ khưu đó đi ra khỏi cái trú xứ đó, đi ra khỏi cái trú xứ đó, không có cho ở đó nữa, để tiếp tục làm hư hỏng cái tại gia cư sĩ. Rồi, như vậy thì trong cái phần duyên sự này có hai chuyện như thế. Ở bên đó quý vị có còn nghe rõ hay không? Sao cũng ngộ ha, có một số các vị thì nghe rõ nhưng mà một số thì lại không. Rồi, ở đây Sài Ngôn Pháp Cú được đề cập lời khuyên của những bậc trí thì làm vui lòng các người hiền và làm mất lòng các người ác. Chuyện này chúng ta thấy cũng đã rất là rõ ràng rồi. Đối với những cái lời tốt đẹp đó, thưa quý vị, không hẳn lúc nào cũng được đón nhận một cách niềm nở và được tiếp thu. Chỉ khi nào những người mà người ta có đồng cái cảm nhận về tâm, chấp thuận, thì lúc bây giờ cái lời khuyên răn tốt đẹp đó mà mới làm vừa lòng, Nhưng mà ngược lại, đối với những lời khuyên tốt mà được nói ra, nhưng mà trong những trường hợp những người mà tâm tư của họ, họ không có hoan hỷ, họ không có khéo tác ý, họ không có sáng suốt, thì lúc bây giờ những cái lời khuyên đó lại trở thành những cái lời chói tai, không có được vừa lòng, Và vấn đề này, lý do tại sao lại như vậy, thì hồi nãy trong phần duyên cũng đã có nói đến rồi, có những lúc chúng ta cảm thấy những cái lời nói tốt đẹp bao giờ mình nghe nó cũng lọt lỗ tai, mình nghe rất là hoan hỷ, nhưng mà cũng không hẳn lúc nào cũng như thế đâu, có những lúc mà mình đang sân si á, thưa quý vị, mình đang bị tham sân chi phối nhiều, thì lúc bây giờ có những trường hợp những cái lời khuyên á, nó lại không lọt lỗ tai mình, Sư thấy nó có một cái trường hợp như thế này nữa nè. Có một số những người á, họ hữu duyên với nhau, chỉ có những vị đó khuyên răn can gián nhắc nhở thì họ mới nguôi ngoan thôi. Chuyện này sư biết được là từ nơi sư phụ sư. Sư kể cho quý vị nghe cái câu chuyện như thế này. Sư để ý thời gian cũng rất là lâu rồi. Ở trên chỗ sư ở có một cái gia đình
thân cận với Chư Tăng ở cái khu vực của chùa Phú Túc. Gia đình đó rất là gần gũi và giúp đỡ các sư ở cái khu vực ở trên Phú Túc. Và trong số gia đình đó, thưa quý vị, có bà mẹ ở trong gia đình. Thật ra bà là một người tính tình cũng phải nói rằng cũng rất là ngang bướng, cũng rất là ngang chứ không có phải là nhu nhuyến dễ sử dụng. Sư thấy cái trường hợp đó cũng ngộ lắm. Tuy nhiên nó có một cái chuyện như thế này. Có những trường hợp những người con ở trong gia đình đó, họ rất là phiền lòng bởi vì có những cái trường hợp mà người mẹ thật ra cư xử không có được đúng. Tuy nhiên những người con khi mà nói lên những cái lời bảo thì người mẹ lại không có chịu chấp nhận là mình sai. Và ngược lại trở nên rất là sân hận và bất bình. Tuy nhiên khi mà gặp cái tình trạng này, thưa quý vị, nó xảy ra trong gia đình một vài lần là không nói, nhưng mà nếu mà nó trở nên nhiều lần đó, thưa quý vị, nó cũng làm cho cái tình cảm gia đình nó có một cái vết nứt. Trong những trường hợp như vậy, đôi khi có một số lần khi mà cái quan hệ giữa mẹ và những người con trong gia đình với người mẹ nó trở nên nó hơi nghiêm trọng rồi, thì lúc bấy giờ những người con mới đi vào trong chỗ của quý sư ở đó, mới bày tỏ cái sự phiền lòng trong cái mối quan hệ ở gia đình. Người mẹ rất là ương ngạnh trong những cái trường hợp làm và nói không có cái bất chấp, không biết bất chấp đúng sai, cứ nghĩ rằng mình là người mẹ là làm cái gì cũng đúng, nhưng mà trường hợp trên thực tế thì đâu phải lúc nào cũng như vậy, đúng không? Thì lúc đó sư phụ của sư cũng có đi đến để mà thực hiện cái lời khuyên răn, nhưng mà ngọn cái, thưa quý vị, ai nói bà cũng không nghe, bà cũng không mỉm cười, bà cũng không chấp nhận và không hoan hỷ. Nhưng mà hễ sư phụ sư mà đi ra ngoài đó để thực hiện cái lời khuyên răn, cái lời hòa giải, thì bao giờ nói sao bà cũng nghe đó. Ngộ như vậy đó. Sư nói nhiều khi bà cũng miễn cưỡng chấp nhận thôi, nhưng mà bà không có hoan hỷ vui bằng những cái biểu hiện nở cái nụ cười mà hoàn toàn toàn tâm toàn ý chấp nhận. Nhưng mà hễ sư phụ sư ra tới nơi là tự nhiên nói cái gì bà cũng nghe, nói gì bà cũng nghe, nó ngọ vẻ thôi. Bây giờ đưa người khác đến khuyên bảo nói thì không có nghe, không có chấp nhận, không có nghe đâu. Nhưng mà thầy sư ra nghe, lần nào cũng vậy. Quý vị biết rồi, những người lớn tuổi đôi khi có một số những cái trường hợp người ta rất là khó tính, mặc dù người ta biết là người ta sai nhưng mà người ta không có chấp nhận. Nhưng mà có những một số những cái đối tượng cũng giống như là khắc tinh vậy đó. Chỉ cần những người đó ra nói khuyên răn thì tự nhiên đâu vào đó hết, đâu vào đó. Cho nên chúng ta thấy rằng không phải lúc nào tâm tư của mình đó, nó cũng sáng suốt, nó cũng sẵn sàng tiếp thu những cái lời hay, những cái lời tốt đó. Điều này nó tùy thuộc vào cái nghiệp lực của mình đó, thưa quý vị. Nghiệp lực của mình trong quá khứ, mình thường hay xúi người ta làm tầm bậy tầm bạ, gieo rắc cho tâm của người khác đó, những cái tư tưởng sai lạc, tham đắm và sân hận. Thì sau này, thưa quý vị, mình cũng sẽ bị một cái quả của nghiệp. Thứ nhất là mình ít có khi nào gặp những cái bậc thiện trí thức đó. Phải trường hợp thứ hai nữa là cho dù có được gặp những người hiền trí, người ta khuyên mình, thấy chỉ lỗi mình, sửa đổi mình, tâm của mình nó cũng bị che lấp. Nếu bây giờ mình không có chịu lắng nghe. Đây là một chuyện người ta thấy rằng Đức Thế Tôn này cũng có nói đến có hai trường hợp. Đối với những cái lời khuyên tốt đẹp thì những sáng trí người ta sẽ rất là hoan hỷ, người ta chấp nhận. Và ngược lại cũng có những cái lời tốt đẹp nhưng mà đối với những cái nội tâm đó, với ác ý, si mê, thì nó bị ngược lại, những cái lời đó lại là những cái lời không có vừa lòng, không có hoan hỷ. Chuyện mà chúng ta cần phải để ý tại sao lại như vậy.
Thứ nhất là mình đừng bao giờ mà mình xúi người khác làm chuyện sai quấy, gieo rắc vào nội tâm của người khác những cái mầm mống của pháp bất thiện. Sau này thưa quý vị, mình gặp những cái lời khuyên ấy, nó rất là ít, mà cho dù có gặp đi nữa mà bị pháp này nó sanh lên, nó cho quả của nó, lúc bây giờ tâm của mình nó cũng rất là ngu. À, mình nghe những lời tốt nhưng mà mình cũng không có sửa đổi, đó là bướng bỉnh, do nghiệp chi phối. Cho nên chúng ta đừng bao giờ mình chúng ta làm những chuyện đó. Mình muốn cho mình luôn luôn dễ dàng lắng nghe những lời hay tốt đẹp, thì lúc bây giờ chúng ta nên thực hiện những cái thiện sự, như là khuyên bảo người khác, hoặc là mình lúc nào mình thấy người khác sai trái mình luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ để mà khuyên răn hòa giải vân vân. Thì như vậy, có như vậy ở trong đường sanh tử luân hồi, trên cái bước đường giải thoát, chúng ta mới dễ dàng lắng nghe, luôn luôn sửa đổi những lúc mà mình suy sụp, những lúc mà mình ngu người, những lúc mà mình tham lam và si mê sân hận. Lúc bây giờ nội tâm của mình nó dễ dàng để mà nó tiếp thu, lắng nghe những cái lời đó để mà sửa đổi. Có như vậy thì chúng ta mới từ từ chúng ta hoàn thiện. Có như vậy thì chúng ta mới từ từ chúng ta sẽ thành tựu được quả vị giải thoát. Quả vị giải thoát. Đây là cái ý nghĩa của phần duyên sự và bài học ngày hôm nay chúng ta học. Và bây giờ thì sư xin chấm dứt ở đây. Phần còn lại thì xin mời lớp học chúng ta làm công việc hồi hướng công đức để chấm dứt buổi học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giác. Dạ, sa thú chúng con kính tri ân đại đức Quy Niệm đã giảng bài pháp cú số 77 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân đại đức. Dạ, con kính thỉnh thường tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dân mất đinh sơn. Vatu sapa mangalang rakhanto sapa devata sapa buddha na vave na sada sati kawan tu te vatu sapa mangalang rakhanto sapa devata sapa dhamma na vave na sada sati kawan tu te vatu sapa mangalang rakhanto sapa devata sapa sangha na vave na sada sati kawan tu te. Tất cả phương hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm báo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thay, chúng con kính tri ân thường tọa minh hạnh đại đức Uy Niệm đại đức Pháp Tính cùng chư tôn đức đã vào trong chứng minh cho chúng con được thọ trì quý giới ôn bài và học pháp. Dạ, chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng nghe pháp hồi hướng. Dạ, đề quá ta san ti huy ha ra wa si ni thu pe ga re bồ thi ga re ta hình ta tham ma đa đề na pa quan tu bu chi ta so thiên ca ron tệ tha vi ha ra măng đa lê thể ra cha ma cha na wa ca cha bi ta vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma đề sa ni cha ma is sa ra sa na bu ta su ki ta pa quan tu tệ cha la mu cha ye ti cha an đa tham pa wa sam se đa cha ta tha vô pa pa ti ca ni ya ni tăng tham ma wa rang pa ti cha te sap pe pi duk khat sa kha ron tu sang kha yang tha tu ki rang sa tăng tham mô tham ma kha ra cha pu cha la sang ko ho tu sa ma ko wa a tha ya cha hi ta ya cha âm hê rắc khăn tu sắc thẩm mô sắp bê bi thẩm ma cha ri nô vút thi vui ni ya ma thẩm ma rắc ma quê đi tê. Dạ, chúng con chư đại đức tăng kính cảm ơn quý Phật tử đã nghe pháp. Kính mời quý ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào room học pháp. Kính chào tạm biệt.